Chào anh em, mình là Hợp và hôm nay mình sẽ trên tay một chiếc Breitling. Chiếc này là một chiếc thuộc dòng Chronomat và nó là một chiếc Breitling đời rất là mới. Nó có tên là Breitling Chronomat Evolution và nó có mã là A1356. Dòng sản phẩm này hiện tại là vẫn đang được bán mới và nó được bán với cái giá retail là khoảng 6.500 đô la, còn với giá của Zoma hoặc cái thị trường Grey Market thì nó cũng vào khoảng độ là 5.000, hơn 5.000 đô, tức là khoảng 130 triệu tiền Việt Nam. Với dòng sản phẩm này thì chúng ta sẽ có một chiếc đồng hồ Breitling rất là chuẩn xác với chuẩn chronometer và chúng ta sẽ có một chiếc có size rất là lớn. Mình sẽ mở hộp để các bạn có thể thấy em nó. Dĩ nhiên hộp này không phải là hộp của chiếc Breitling vì chiếc này là hàng line new qua sử dụng, cho nên là em nó là không còn hộp. Và mình sẽ mở hộp để mọi người có thể thấy. Thực sự là em này thì nó rất là đẹp và các bạn sẽ thấy ngay đây là cái giấy tờ mình mua bán ở bên Nhật. Đó, có đầy đủ thông tin của em nó, ví dụ như là mã là A13356. Đó, và chúng ta có đầy đủ ngày mua là 29 tháng 4 năm 2017. Rất là mới và rất là gần. Đây là chiếc Breitling Chronomat Evolution của mình và như các bạn thấy ở đây em nó có một cái vẻ đẹp rất là tuyệt vời với cái mặt dial màu xanh kết hợp với màu thép. Thì đây là cái điểm đặc trưng của những cái dòng Breitling trong mấy chục năm. Và như các bạn thấy là ở chiếc này mình sẽ phân tích cho các bạn thấy là ở chiếc này nó khác gì so với những cái dòng sản phẩm trước. Đây là một dòng sản phẩm mới và vẫn còn đang sản xuất, cho nên là em nó có một cái giá trị rất là cao về kinh tế. Cho nên khi các bạn mua thì các bạn sẽ phải cân nhắc rất là nhiều. Với cái sản phẩm này của mình là hàng line new thì các bạn có thể thấy là vẻ đẹp của em nó còn rất là nhiều, nó khoảng tầm 98-99%, nó không có cái gì quá cả. Đó. Chiếc này có size là 43.7mm và nó có cái độ dày là khoảng tầm 16-17mm, cho nên nó sẽ thực sự phù hợp với những anh em mà có tay ít nhất là 17cm. Anh em có tay 18cm thì đeo sẽ rất là đẹp. Đó, ví dụ như là tay của mình, các bạn sẽ thấy là nó đeo rất là vừa vặn, nó không bị cấn một chút gì luôn. Chiếc này vì có size 43.7mm khá là lớn, tuy nhiên là cái lắc của nó thì chiếc đời mới Evolution này nó có làm cái lắc là nó cụp xuống rồi, nó không giống như các cái lắc đời cũ, các bạn để ý là chỉ một phần cụp đấy thôi. Tuy nhiên khi mà chúng ta đeo sản phẩm này lên tay thì nó đã ôm hơn rất là nhiều. Với những cái dòng Breitling đời cũ thì cái phần lắc này nó làm thẳng băng ra và chúng ta đeo nó sẽ hơi bị bập bênh một chút. Còn với chiếc này thì chúng ta hoàn toàn không. Một đặc điểm nữa của dòng Evolution là các bạn thấy bộ kim và cọc số nó có cái đặc điểm mới. Như bộ cọc số, mình sẽ nói bộ cọc số trước, hoàn toàn làm bằng thép không gỉ. Và chúng ta sẽ thấy một cái phần thép không gỉ bóng ở giữa. Còn hai bên chúng ta sẽ có hai cái chỉ. Hai chỉ đó chính là cái phần dạ quang lum của chúng ta. Và nó rất là sáng. Đây là một cái điểm mà khác biệt so với đời cũ. Điểm thứ hai là các bạn sẽ thấy ngay cái phần chronograph ở đây nó được làm màu trắng. Ba cái sắp đều nhỏ được làm màu trắng và nó được làm cong xuống. Các bạn chú ý nhé, nó được làm cong xuống chứ nó không làm phẳng ở trên mặt dial. Đó, và với cái phần cong xuống này thì nó được sơn hoàn toàn màu trắng, nó tách biệt hẳn với cái màu xanh navy của cái Breitling này. Đó, các bạn sẽ thấy là cái phần chronograph của chúng ta và phần cọc số của chúng ta nổi bật rất là nhiều. Và những cái phần này dĩ nhiên là với một chiếc size to 43.7 này nó cũng được làm to hơn. Đó, bộ kim của nó cũng vậy, có kim giờ, kim phút của chúng ta làm to hơn. Còn kim dây chronograph của chúng ta vẫn được làm theo cái phong cách như vậy, vẫn có cái chữ B ở phía dưới. Đó, rất là tuyệt vời, mình sẽ quay chi tiết cái mặt dial để anh em có thể thấy. Khi mà mình quay này các bạn chú ý là ở dưới mặt dial của em nó sẽ có những cái phần chúng ta sẽ có những cái đường tròn đồng tâm. Nó rất là khó nhìn và thực sự là chỉ có quay ở ngoài nắng chúng ta mới dễ nhìn thôi. Còn khi mà mình quay này đó, các bạn sẽ thấy ở cái phần đó có một vài cái đường điểm tròn đồng tâm. Đây là cũng là một đặc điểm của cái dòng mới và trên mặt dial của chúng ta. Đó. Các bạn sẽ thấy ở góc 3 giờ chúng ta sẽ có ô lịch ngày và chúng ta sẽ có logo Breitling 1884. Và chúng ta sẽ có dòng chữ là Chronograph Certified Chronometer. Chiếc này có chuẩn chronometer cho nên chạy cực kỳ chính xác. Và em nó là sử dụng cả cái máy chronograph nữa, cho nên là với một chiếc chronograph mà có chuẩn chronometer thì các bạn sẽ hiểu là cái thời gian của nó cực kỳ là chính xác. Đó. Chúng ta sẽ có kim dây ở góc 9 giờ. Và kim dây này các bạn thấy nó có một đặc điểm khác là nó sẽ có một cái mũi tên này.
Đó, tuy nhiên kim dây nó vẫn dài để chúng ta có thể thấy được. Đó, chronograph foot của chúng ta như thường lệ ở góc 12 giờ và chronograph giờ của chúng ta ở góc 6 giờ. Đó. Chiếc này có lum thì rất là đẹp, mình sẽ thử che để các bạn có thể thấy. Đó. Khi mà mình che này thì các bạn sẽ thấy là cái lum, toàn bộ cái lum ở cái phần cọc số như mình nói nó có hai vạch ở bên, nó rất là tuyệt vời. Đó, rất là đẹp. Đó. Ở bên góc phải thì chúng ta sẽ có ba cái núm và núm này là núm chronograph start stop. Bình thường là mình sẽ không ấn được đó, bởi vì tại sao? Vì cái này của mình là ba cái núm mới của dòng mới về Evolution thì chúng ta đều là sử dụng núm screw down, chúng ta sẽ phải vặn cái này ra trước đó. Khi các bạn vặn cái này ra thì các bạn mới ấn được núm đó. Đó, khi chúng ta vặn ra như này các bạn sẽ ấn được núm start stop đó. Mình sẽ vặn nốt cái núm ở dưới nữa. Tại sao mà Breitling lại làm như này? Bởi vì những cái chiếc đời trước của chúng ta khi mà chạy chronograph chúng ta sẽ chỉ có cái độ chống nước là 100 m thôi. Còn với ba cái núm screw down này thì Breitling đã đưa cái độ chống nước của chiếc này lên là 300 m, cho nên chúng ta hoàn toàn có thể bơi lội thoải mái. Và các bạn thấy là sau khi mình vặn ra thì mình có thể là chạy cái chronograph này rất là tốt rồi, không có vấn đề gì nữa cả. Đó. Và các bạn lưu ý là khi mà chúng ta sử dụng xong thì chúng ta nên vặn cái núm này lại để cho cái độ chống nước của nó được chuẩn hơn. Đó, rất là đẹp. Và mình thực sự thích cái ba cái núm này bởi vì cái đồng hồ của chúng ta đã chống nước 300 m thì chúng ta có thể thoải mái bơi lội xuống lặn biển. Nó khác hoàn toàn với những chiếc đồng hồ mà chỉ có 100 m thôi. Phía sau của chúng ta thì như thường lệ với dòng sản phẩm của Breitling Diver thì chúng ta sẽ có một cái đáy sau là đặc. Và các bạn lưu ý cái phần đặc của phần đáy sau của chiếc này A13356 nó có làm sần một chút chứ nó không đánh bóng hoàn toàn. Nó để hoàn toàn thô như vậy cho nên đây là cái từ nhà sản xuất chứ không phải là lỗi gì cả. Đó, các bạn có thể thấy trên hầu hết tất cả các chiếc 13356 khác chúng ta sẽ có dòng serial number của chiếc này là 788355, cũng rất là đẹp. Serial number nó lặp lại và rất là tuyệt vời. Đi kèm với em nó dĩ nhiên chúng ta không thể không nói đến cái bộ dây. Bộ dây của chiếc này thì được làm phải nói là cái độ hoàn thiện của cực kỳ tuyệt vời và chúng ta có thể biết những ai đã sử dụng Breitling thì đều biết là thép của Breitling là một trong những cái loại mà thép tốt nhất được sản xuất trên đồng hồ. Và các bạn có thể đeo 10 năm, 20 năm thì chúng ta vẫn không có thấy những cái vết xước rõ ràng. Và đây là một đặc điểm cực kỳ đắt tiền của Breitling. Tại sao mà một chiếc Breitling nó đắt tiền như vậy? Đó, bộ khóa của em nó cũng rất là đẹp, với các bạn thấy là logo Breitling ở đây và chúng ta sẽ thấy cả logo cánh chim ở phía trên này. Và đây vẫn là một bộ khóa chuẩn của Breitling như thường lệ, chúng ta sẽ gập vào như thế này, rất là chắc chắn và rất là mới cho nên gập khá là khó khăn đó. Và các bạn hoàn toàn có thể yên tâm là bộ khóa này khi mà chúng ta xuống biển thì chúng ta sẽ không có vấn đề gì xảy ra hoặc là bị tuột ra, không thể nào tuột ra được với cái bộ khóa này đó. Chiếc này thì các bạn lưu ý là phải tay phải 17 cm, 17.5 đeo nó mới đẹp được. Cho nên là khi các bạn có tìm mua chiếc này thì các bạn hãy lưu ý. Hiện tại thì ICS mới về chiếc này hôm qua, tuy nhiên cũng đã có khách lấy rồi và đặt cọc rồi. Cho nên là nếu như bạn nào mà có nhu cầu thì có thể qua ICS ngắm nhìn em này. Vì em nó thực sự là đã có chủ rồi. Rồi, trên đây là cái bài review trên tay của mình. Mình sẽ nói thêm một chút về cái máy. Máy của em này là sử dụng máy là Breitling Calibre 13 và máy này được làm dựa trên dòng ETA Van Zhang 7750 nổi tiếng. Và máy này của chúng ta sẽ có là 28.800 dao động và chúng ta sẽ có 25 chân kính, cùng với đó là 42 giờ tích cót và chuẩn chronometer cho nên chạy cực kỳ chính xác và bền bỉ. Các bạn có thể sử dụng bộ máy này 20 năm là chuyện bình thường, thoải mái. Rồi, rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video và mình sẽ gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của ICS.